diễn biến của trận đấu được đánh giá là trận đấu hay nhất tại giải đấu Hyundai Yên Mô Cup League năm 2023. Cuộc đối đầu giữa các cầu thủ MC Chiến Kề và cầu thủ MC Gò. Cách đặc biệt chúng tôi cũng xin được gửi lời chào đặc biệt đến các cổ động viên đang theo dõi trên kênh của TD Studio, đơn vị truyền thông xuyên đồng hành xuyên suốt giải bóng đá Hyundai Yên Mô League năm 2023. Trước năm 2022. Và như vậy trận đấu sẽ được bắt đầu. Chúng tôi xin được giới thiệu đội hình xuất phát của hai đội bóng để quý vị và các bạn chúng ta tiện theo dõi. Bên phía FC Phố Ngò, họ ra quân với thủ môn mặc áo số 68 là Phúc Obalak. Với bảng đá trong sân Yên Mô thì những cầu thủ thi đấu trên sân đều là những người còn hiểu. Mỗi đội bóng sẽ được sử dụng tới cho các cầu thủ FC Phố Ngò. Bóng đã chạm trúng vào đèn đuôi giữa xa nào. Trên Yên Mô đã có rất nhiều những giải đấu mà Chiến Kề đã thi đấu và được trận thứ ba. Giải đá lên đài đội bốn sẽ đến sau ra. Ở hai giải đấu liên tiếp đó là giải chào xuân. Đây rồi. Chúng tôi đổi trạng thái rất nhanh, rất được. Là trạng thái xác định đôi. Những đá bóng chìm rất khó chịu của Tuấn Tẹo, rất đẹp. Đây là cầu thủ Chiến Kề. Đây là những cái tên rất nổi tiếng của đội tuyển mình. Đánh nhau. Phản công cho cầu thủ Phố Ngò. Cú sút đẹp, rất đẹp. Đây là Hoàng Bò. Quảng Cỏi dứt điểm, đã có bàn thắng. Tình huống kiến tạo rất đẹp của lao tường Hoàng Bò. Một đường chuyền như đặt dành cho cầu thủ mang áo số 12. Đó là Quảng Cỏi và ngay sau đó thì Quảng Cỏi khống chế bước 1 và xoay người thực hiện một tình huống dứt điểm rất uy lực. Hạ gục thủ môn Phúc Obalak. Lúc này tỷ số là 1-0 đang nghiêng về các cầu thủ FC Chiến Kề. Phúc Obalak. Đây là Quảng Cỏi. Dứt điểm. Đá rất căng. Đứng nằm 90 của cầu thủ trước. Vì đó mà làm cho người ta. Quân đeo. Và đây là Quảng Cỏi. Rất tay. Rất tay cho đối thủ. Cú đá là cú của hai đội đứng đầu bảng và đứng thứ hai. Hiện tại thì em thấy Chiến Kề là đội bóng đứng đầu bảng thứ ba. Quảng Cỏi, đây là Quân Đeo rất căng, cú đá rất căng của Quân Đeo. Cho tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có đội người nào của cả hai đội. Đây là Quảng Cỏi căng ngang rất đẹp. Công thủ của Thiên Diệu tốt. Một thương hiệu khá nổi tiếng đối với những giới trẻ của mình, rất nguy hiểm. Thế bạn và nhìn vào thế bạn, đá rất căng. Thì còn có một người bạn rất thân với của Daewoo đó là Nam Huy. Phản công cho công thủ FC. Ở giải đấu này ban tổ chức mở rộng. Dứt điểm, cú sút rất đẹp mặt. Và người lập công vẫn là cầu thủ mang áo. Đó là cầu thủ mang áo số 22. Đó là Lộc Villa, một cú sút điểm từ xa hạ gục Phúc Obalak. Tỷ số này là 2-0 cho các cầu thủ Chiến Kề. Cú đá sàn kịp thời là thành công
cho các cầu thủ tiến kể đã rất căng. Đây là phút thứ 50 của trận đấu. Chúng ta đang ở trên tiến kể. Why? Một tình huống mà đánh nhau. Đúng chưa được, nhưng mà phạt thể xuất xin được cảm ơn Hyundai Đức Bình. Xin được cảm ơn đến công an. Đây rất quý ở đây rồi. Rất tiếc cho đội tuyển trên chiến kể. Đã rất cạnh. Tuấn Điểm. Vẫn là Tuấn Điểm. Dứt điểm. Vẫn là công thủ trên chiến kể. Rất chắc chắn. Rất nguy hiểm Văn Thái. Đây rồi. Một tình huống lốc bóng kỹ thuật và Văn Thái đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho cầu thủ FC Chiến Kể. Tuấn Em cũng sẽ được rút ra và người được tung vào sân đó là Quang Huy. Của Quang Huy và đã có cơ hội để có được bàn thắng. Đây rồi. Lúc này, đội tuyển Chiến Kể đang dẫn trước với tỷ số 3-3. Như vậy đúng lúc này thì trọng tài Đinh Hùng đã thổi còi để khép lại trận đấu, được coi là trận đấu tâm điểm của giải bóng đá, tâm điểm của vòng 3 giải bóng đá Hyundai Yên Mô League năm 2023. Và kết quả chung cuộc, các cầu thủ FC Chiến Kể họ đã giành chiến thắng trước đối thủ là FC Ngò.